Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2. Tập 66. Chương 651. Đừng trêu vào nữ nhân có thai. Nữ nhân sau khi có thai vì vấn đề nội tiết tố mất cân bằng rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Vũ Mị là thế, Ngu Tu Dung cũng thế. Sáng nay ăn cơm nàng nôn khan vài tiếng, thế là lập tức lắp xe ngựa tới vương phủ bái phỏng lão thần tiên. Kết quả bị lão thần tiên xem ra hỉ mạch. Trở về nhà nàng nhìn thấy ai cũng chướng mắt, khiến Vân Na nhớ lại lần trước tẩu tẩu mang thai hành hạ mình thế nào. Liền vội vàng dẫn theo ba đứa cháu dí mông sát tường mà đi, sau đó cả đám cưỡi gấu trúc chạy mất dạng, không dám tới gần Ngu Tu Dung. Đợi Ngu Tu Dung từ trong ảo tưởng tương lai tỉnh lại, nói với nha hoàn Tử Quyên, đi, gọi Ôn phu nhân, Địch phu nhân cùng với Công Tôn nương tử tới đây, chuẩn bị tiệc. Chỉ cần có thai là Ngũ Tu Dung đeo lên băng đeo trán xanh nhạt già chát, lần trước đeo cái này nàng có được một nam một nữ. Lần này nàng chuẩn bị tái hiện vinh diệu lần nữa. Đáng tiếc là còn quá sớm nên Tôn Thần Tiên cũng chưa xem ra được một đứa hay hai đứa. Sờ cái bụng vẫn dẹp của mình, Ngũ Tu Dung nâng ngực cao lên một chút, tươi cười với Vân Na trốn nửa ngày mới mò về, lại đây nào, con bé muội lại chạy chơi linh tinh, tóc rối hết rồi kìa. Bốn đứa bé thường ngày nghịch ngợm là thế, lúc này ngoan như chim cút, ngồi xếp hàng ngồi ở mép giường được Ngu Tu Dung chỉnh trang lại như tiên đồng, tiên nữ. Bây giờ nàng mới hài lòng vỗ tay bảo chúng có thể ra sân chơi đổi, như thế vừa vặn khiến Ôn phu nhân, Địch phu nhân thêm vào Công Tôn nương tử đơn thân nuôi con thấy bốn đứa bé đẹp đẽ thì suýt xoa khen ngợi. Rồi Ngu Tu Dung thì tỏ ra khiêm tốn vài câu, than thở lại sắp có thêm đứa nữa rồi, không biết có trông coi được chúng không. Thế là mấy nữ nhân kia xúm quanh chúc mừng. Đừng thấy chuyện này nghe rất ngớ ngẩn, nhưng đây là chuyện lớn trong giới quý phụ. Đương gia chủ phụ sinh nở với một đại gia tộc mà nói là cực kỳ quan trọng. Nếu như có thể sinh liền một hơi 7-8 đứa thì cả nam chủ nhân cũng không dám làm gì nàng. Cho dù trong nhà có sủng thiếp thì đối diện với đương gia chủ phụ như thế cũng run sợ, không dám có chút trái ý nào. Đến khi con cháu sinh sôi, đương gia chủ phụ đó sẽ là cột trụ đoàn kết toàn bộ gia tộc. Chủ phụ đó mà còn trường thọ nữa thì sẽ thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ tới đó, Ngu Tu Dung sờ cái bụng bẹt của mình, hận không thể ngay lập tức to lên, như vậy mới oai phong. Nghe cái giọng oang oang của Công Tôn vang lên từ ngoài sân, Ngu Tu Dung chỉnh lại búi tóc, trên mặt mang nụ cười nhẹ đúng mực, ra nghênh đón. Cùng lúc ấy Vân Sơ đang ở nhà ăn lớn chiêu đãi một nữ quan không có gì nổi bật, nhưng thái độ hết sức cung kính. Đúng thế, Lam Điền Hầu Vân Sơ không sợ trời không sợ đất lúc này lại rất ân cần niềm nở, vì qua Lý Hoàng, Vân Na, y biết được trong vô số người vây quanh Vũ Mị, chỉ có nữ quan tên Tố Xuân này là được Vũ Mị tin tưởng, chỉ có Xuân Ma Ma có tư cách đáp chăn cho Vũ Mị khi nàng ngủ say đá chăn ra, chỉ có Xuân Ma Ma mới có tư cách trải đầu cho Vũ Mị. Thậm chí khi không có hoàng đế, Xuân Ma Ma còn ngủ cùng với Vũ Mị trên một cái giường. Xuân Ma Ma chẳng xinh đẹp gì cả, gọi là Ma Ma nhưng chỉ mới 22 tuổi, cao ráo khỏe khoắn, chân tay to, rất giống nha hoàn làm việc nặng. Vũ Mị trước khi tiến cung không có nha hoàn, năm trinh quan thứ 11 vào cung mới được cục hoán y phân cho Xuân nha hoàn. Từ đó trở đi Xuân nha hoàn chưa bao giờ rời nàng, bất kể làm tài nhân cho Thái Tông, xuất gia trong chùa cảm nghiệp. Quay trở lại cung, cuối cùng vinh quang bước lên vị trí hoàng hậu, làm bạn với Vũ Mị luôn là Xuân Nha Hoàn đã biến thành Xuân Ma Ma. Mà nói ra thì nghe vô lý lắm, Xuân Ma Ma sở dĩ thích tới nhà Vân Sơ nguyên nhân lớn nhất là vì chỉ có ở chỗ Vân Sơ, nàng mới có thể ăn thịt thật thống khoái, rồi còn thoải mái mang về rất nhiều thịt. Sau khi rời chùa cảm nghiệp cùng chủ tử, Xuân Ma Ma đã không còn hứng thú gì với tiền nữa. Trong mắt nàng cho nàng một khối vàng, chẳng bằng cho nàng một miếng thịt. Thế nên đừng nghĩ hành vi hối lộ bánh kẹo của Vân Na là ngốc. Ừ thì công nhận là nha đầu đó ngốc, nhưng cũng là ngốc trên cơ sở tình báo đầy đủ đấy. Xuân Ma Ma tìm Vân Sơ nói muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện, Vân Sơ dẫn luôn nàng tới khu nấu thịt của nhà ăn lớn, đơn giản mà trực tiếp. Sắp Tết rồi, nhà ăn lớn vẫn đang miệt mài làm đủ các loại thịt không ngơi tay, Xuân Ma Ma nhìn thấy mười mấy vạn cân thịt trước mắt, hận không thể lao cả người vào đống thịt đó. Nàng vốn xuất thân trẻ nhà nghèo, căn bản không biết hưởng thụ thứ canh thanh đạm, nàng chỉ biết tới thịt. Canh có quý tới mấy cũng không bằng một miếng thịt.
Vân Sơ sở dĩ nhiệt tình với Xuân Ma Ma cũng không phải muốn kết giao hay lấy lòng nàng. Thực sự một chút cũng không có, y chỉ thích nhìn người ta ăn, nhìn Xuân Ma Ma như chuột vào kho gạo, y càng vui vẻ. Xuân Ma Ma là nữ nhân ngốc, nàng lại là nữ nhân biết mình ngốc, không vì thân phận địa vị thay đổi mà quên mất bản thân là ai. Cho nên chỉ cần khi không ở bên Vũ Mị, nàng sẽ đem toàn bộ người và việc mình thấy về kể hết cho Vũ Mị. Lừa nàng chính là lừa Vũ Mị, ai có cái gan lớn như thế? Hoàng hậu nói hầu ra ngài hát bài ca ở Hoàng Thành, câu cuối cùng là chế giễu người. Xuân Ma Ma một tay cầm chân giò lợn quay giòn, tay cầm cá chiến nặng 5 cân, miệng thì nói chuyện với Vân Sơ. Mắt thì nhìn thịt trâu trong sọt, oan quá, Xuân Ma Ma ngốc chứ Vân Sơ có ngốc đâu mà đang yên lành trêu chọc nữ nhân quỷ quái đó chứ, thề thốt. Oan uổng quá, làm gì có chuyện đó, chẳng qua là nhất thời nổi hứng ngâm bài ca Thảo Nguyên, tuyệt đối không hề nghĩ tới Hoàng hậu. Hoàng hậu khoan dung cho hầu gia, nhưng mà ngài phải bỏ những chữ cuối cùng, ngầm nhắc tới Hoàng hậu đi. Nhanh chút, nô tỳ còn về bẩm báo cho Hoàng hậu. Vân Sơ biết ngay có vấn đề ở chỗ nào, nhanh chóng đem chữ mà Ôn Nhu sửa thêm vào, hát một lượt. Xuân Ma Ma cùng Vân Sơ học hát, đợi khi nàng thuộc rồi lại bắt đầu những tiếng động như chó sói giành nhau thức ăn. Đây là người thích ăn thịt nhất mà Vân Sơ biết, chỉ nhìn khúc xương nhắn thít tới chó cũng không tận dụng nổi là biết nàng ăn thịt nghiêm túc thế nào. Y rất biết ý quay lưng lại nói chuyện với nàng để nàng tự nhiên, còn đưa cho nàng bầu rượu gạo, nói rượu bên trong rất thơm ngọt, dễ uống. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 652, Người toàn mùi thịt. Thời gian trước phường Tấn Sương có mua ít lừa, sau khi giết đem chế biến, không ngờ mùi vị rất tốt, Ma Ma nếm thử, thuận tiện mang về cho Hoàng hậu một ít. Vân Sơ tích cực tiến cử thịt lừa, vì thứ này là một mắt xích quan trọng sản nghiệp chăn nuôi của huyện Vạn Niên. Lừa là loại gia súc rất dễ nuôi, trừ giết để ăn thịt ra lại còn có thể sử dụng như sức lao động, không bị cấm giết thịt như trâu. Ở đâu? Xuân Ma Ma nhả xương rồi mới hỏi, đi theo ta. Vân Sơ dẫn Xuân Ma Ma đi qua từng sọt thịt lớn, tới nơi chưa thịt lừa, toàn là thịt nạc, không ngon đâu. Xuân Ma Ma chê, Vân Sơ cười dùng dao xẻ một miếng rẻ sườn, chia cho Xuân Ma Ma một nửa, y cứ thế tay không gặm ngấu nghiến. Ăn thịt mà ăn một mình rất chán, nhất là có bao nhiêu thịt ăn không hết thế này. Vừa ăn Vân Sơ còn đưa tỏi cho Xuân Ma Ma, một miếng thịt một miếng tỏi, thế mới là mỹ vị nhân gian. Xuân Ma Ma che tỏi có mùi, có điều thấy Vân Sơ ném tỏi vào miệng mình cũng nhai luôn, sau đó cắn thêm một miếng thịt, ăn một cái là không ngừng được nữa. Vân Sơ khuân một cái sọt trúc lớn đi trước, gọi Xuân Ma Ma theo sau, giới thiệu các loại thịt, thay nàng cho mỗi thứ một ít vào sọt. Chẳng mấy chốc mà sọt đầy, Xuân Ma Ma vẫn còn tiếc lắm, nhưng lấy bao nhiêu cho đủ được, với lại mang về nhiều hoàng hậu không cho phép, lưu luyến rời khu nấu thịt. Tiễn Xuân Ma Ma rời phường Tấn Sương, Vân Sơ thở phào, ở cùng với Ma Ma ngốc nghếch này, làm toàn bộ sự thông minh của y cũng vứt vào sọt thịt hết, toàn bộ quá trình dựa vào cái miệng ăn. Nguy hiểm hơn cả giao phong với lão tặc như Lý Tích. Vì loại người đơn giản như Xuân Ma Ma thực sự quá dụ dỗ người ta mua chuộc, y phải khắc chế bản thân không nên sinh ra tâm tư đó nên mới mệt mỏi. Vân Sơ mơ hồ đoán ra, giữ một nữ nhân ngốc như vậy bên người chính là cái bẫy của Vũ Mị. Y đoán tất cả những người muốn mua chuộc Xuân Ma Ma làm việc cho mình đều chết rất thảm, có khi đến khi chết còn chẳng hiểu vì sao. Khi Xuân Ma Ma đem một thân toàn mùi thịt, miệng sặc mùi tỏi về bên Vũ Mị bị nàng làm nôn ọe liên hồi, đuổi Xuân Ma Ma đứng ở cửa nói chuyện. Có phải Vân Sơ không thừa nhận ngầm ám chỉ bản cung? Xuân Ma Ma ở một hơi đáp, vâng ạ, Vân Hầu nói không hề có ý ám chỉ Hoàng hậu, còn sửa lại bài hát rồi. Nghe Xuân Ma Ma hát lại đoạn Vân Sơ đã sửa, Vũ Mị không quá để ý, nàng biết mình đã lên tiếng tên đó dù nhị bách ngũ tới mấy cũng sửa lại thôi. Thứ nàng quan tâm là cái khác, trừ chuyện đó ra y còn nói với ngươi cái gì? Xuân Ma Ma tích cực hẳn lên, Vân Hầu nói với nô tỳ thịt lừa rất ngon, nhất là phải ăn kèm với tỏi, nô tỳ thử rồi. Đúng là thế, tỏi cay cay rất dậy vị thịt, giúp người ta giải ngầy, nô tỳ và ngài ấy ăn một tảng thịt to. Thấy ngon nô tỳ mang cả sọt về cho hoàng hậu. Vũ Mị bực mình, sọt thịt đó thưởng cho ngươi, y còn nói gì nữa không? Nói nhiều lắm ạ,
Vân Hầu còn chỉ cho nô tỳ biết cách ăn từng món thịt. Nghe Xuân Ma Ma thuật lại lời của Vân Sơ, lọt vào tai Vũ Mị chỉ còn thịt, thịt và thịt, làm bụng nàng cuộn từng cơn, đuổi Xuân Ma Ma đi, vuốt ngực hồi lâu mới bình thường lại được. Vân Sơ về nhà cũng mang theo đầy mùi thịt làm Ngu Tu Dung nôn khan một tràng. Hỏi ra mới biết là nàng có thai rồi, hơn nữa bốn phương tám hướng biết cả rồi, y giờ mới biết là muộn. Đây chính là phúc lợi của đại hộ, còn ở trong bụng mẹ đã được người ta biết tới. Hơn nữa với đại hộ mà nói, đây còn là chuyện quan trọng hơn, vì khi trưởng bối qua đời, trưởng tử sẽ lấy đi gần tám thành tài phú. Trên đường luật quy định rõ ràng, gọi là chế độ trưởng tử kế thừa. Cho dù hoàng đế đời 2, đời 3 của đại đường đều chẳng phải trưởng tử, điều này không ảnh hưởng tới chế độ kế thừa. Khi Vân Sơ đang vui mừng vì sắp có thêm nhi tử hoặc nữ nhi thì Ngu Tu Dung lại nói với y muốn xác lập địa vị trưởng tử của Vân Cẩn. Nàng coi đây là chuyện cực kỳ quan trọng, để con cái sinh ra sau biết thứ nào là của nó, thứ nào không thuộc về nó. Tên của Vân Cẩn đã vào sách của sử quan, định sẵn nó là mạch trưởng tử của Lam Điền Hầu, nếu ngay từ đầu không định ra quy củ, sau này sẽ loạn. Ngu Tu Dung rất cương quyết, đứa vô dụng mới cần phụ mẫu chiếu cố đặc thù, đứa nào giỏi giang sẽ coi chiếu cố này là gánh nặng. Người tay trắng lập nghiệp như phu quân chỉ là số cực ít, lấy bản lĩnh của chàng để đánh giá con cháu Vân gia sau này sẽ gây địa họa, quy củ phải xác lập từ sớm thì hơn. Vân Sơ quay đầu nhìn nhi tử đang bò trên bàn gặm quả, thở dài, dùng thứ chẳng bao nhiêu tác dụng, đổi lại sự giam cầm cả đời. Nhi tử, cha xin lỗi con. Ngu Tu Dung bật cười, thiếp thân chẳng qua là phụ nhân ở hậu trạch, tất nhiên không có chí lớn như phu quân. Thiếp thân thường nghe, nam tử là trời, nữ tử là đất, giữa đất trời là nơi người sống. Phu quân trên cao, thiếp thân dưới thấp, sau này chúng ta còn có nhiều con cái nữa, không phải đứa nào cũng có thể theo chàng bay lên 9 tầng trời, thế nào cũng có. Đứa lẩn quận dưới bụi cây thấp kiếm ăn, cho nên phu quân cứ việc đưa chúng bay cao, bay không được có chút gia nghiệp thiếp giữ gìn, đủ cho chúng sống vui vẻ cả đời. Cả Vân Na nữa, thiếp cũng chẳng thấy muội ấy muốn làm nữ vương gì cả, muội ấy còn quan tâm mai ăn gì hơn. Ký thực đại hộ dễ dàng tiếp nhận việc sinh ra con cháu bình thường, ngược lại tiểu hộ mới một lòng coi vươn lên quan trọng như mạng. Đáng lẽ là chuyện vui mừng, phải mở tiệc liền mấy ngày, Ngu Tu Dung nhắc tới chuyện lập trưởng tử làm Vân Sơ không khỏi sinh nhiều suy tư. Sau đó Ngu Tu Dung nói gì Vân Sơ chỉ ậm ừ cho có, chơi với nhi tử, khuê nữ một lúc rồi ra ngoài sân. Vân gia rất nhỏ, từ phòng phu thê Vân Sơ nhìn sang bên cạnh là phòng nhỏ của Lý Tư, tiếp đó là phòng của Vân Na, toàn bộ người y quan tâm nhất để ở trong tầm mắt của y. Suy nghĩ một lúc Vân Sơ vào phòng Vân Na, từ sau khi Vân Na lớn lên, Vân Sơ gần như không bước chân vào phòng của muội tử. Phòng của Vân Na có quá nhiều đồ trang sức, có quá nhiều thứ mềm mềm, làm nơi này cứ như một cái hộp kẹo. Mặt đất là thảm dày tới lún cả chân, trên tường cũng treo thảm, dù không cẩn thận va phải cũng chẳng đau. Giường trải đệm trắng muốt, Vân Sơ lấy tay ấn mạnh một cái, cả bàn tay bị nuốt chửng luôn. Trên tường treo một cái gậy bóng chày, một cái roi da do Vân Sơ bện, còn lại là đủ thứ thú nhồi bông, trong đó nhiều nhất là gấu mèo, không hiểu mùa hè nó sống thế nào. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 653, tin mừng và tin dữ cuối năm. Vân Sơ vô vỗ cái ghế bọc bông bên cạnh, bảo Vân Na ngồi xuống. Không biết vì sao Vân Na nhích từng chút một, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh y, không đợi y hỏi, Vân Na đã ôm lấy Vân Sơ. Chưa gì đã dở giọng làm nũng sở trường, ca ca, muội sau này nhất định theo Tà Vân đại sư đọc kinh, không lười biếng nữa. Vân Sơ cười nhẹ, không nhớ lần trước mình ôm Vân Na là lúc nào, chỉ thấy nó lớn rồi, nên giữ khoảng cách. Không phải đây là thói quen tới đại đường mới có, mà sâu trong lòng y nghĩ vậy, dù Vân Na có sống cùng y ở thế giới kia, Vân Sơ vẫn làm thế. Lần này thì khác, Vân Sơ giống hồi nhỏ, ôm Vân Na trong lòng, khẽ vỗ lưng muội muội, không thích niệm Phật thì thôi, đợi Từ Vân đại sư Vân Du quay về, ca ca không cho bà ấy vào nhà là được. Thật ạ, Vân Na mừng rỡ ngẩng mặt nhìn ca ca, hồi lâu mới dè dặt nói, ca, muội không muốn rời Trường An, không muốn rời phường Tấn Sương. Hầu tử A Gia cứ nói muội sẽ thành nữ vương tôn quý nhất sa mạc, nói muội sẽ giúp con dân của muội sống hạnh phúc. Muội cũng thích lắm,
nhưng mà muội không muốn rời xa ca ca, tẩu tẩu, nha đầu đầu to, còn cả Mỹ Ngọc Nhi, Thải Vân Nương. Ca ca, muội chỉ muốn cả nhà chúng ta sống cùng nhau thôi. Muội tử đúng là lớn rồi. Dù đây là quá trình rất dài, Vân Sơ luôn thấy mới hôm qua Vân Na ăn vạ tìm đủ cách đòi mình nướng hạn thát, thoát cái đã cùng ca ca nói chuyện nhân sinh rồi. Lòng bùi ngùi khó tả, không muốn rời Trường An cũng được, nhưng mà nữ hài tử lớn rồi phải gả đi, không thể sống cùng ca ca, tẩu tẩu cả đời. Đợi muội có người trong lòng rồi, muội sẽ muốn đi, sống cuộc sống nhỏ của riêng mình. Ngày hôm đó Vân Sơ nói chuyện với Vân Na rất lâu, Vân Na dựa vào vai ca ca, thi thoảng ừ một tiếng. Bình thường là Vân Na díu dít nói với Vân Sơ toàn thứ vớ vẩn vô dụng, Vân Sơ luôn lắng nghe nghiêm túc, thi thoảng đưa ra kiến nghị giúp muội tử hoàn thiện suy nghĩ còn ấu trĩ. Mãi tới lúc ăn cơm Ngu Tu Dung gọi, hai huynh muội mới rời phòng, Vân Sơ đã ra quyết định, chuẩn bị gặp Huyền Trang đại sư nói chuyện tử tế một lần. Còn con khỉ già thì không cách nào nói chuyện được, ông già đó còn sống vì một lý do duy nhất là đưa Vân Na lên vị trí của thần. Bữa cơm tối nay cả nhà tụ tập rất vui vẻ. Vân Na còn hoạt bát gấp mấy lần thường ngày, chẳng ngồi được tại chỗ dù chỉ một khắc. Bình thường nó luôn là đứa ăn nhiều nhất, hôm nay chỉ chạy lăng xăng gắp thức ăn cho mọi người, tựa hồ nhìn mọi người ăn thôi cũng làm nó vui rồi. Bị Ngu Tu Dung quát về chỗ, Vân Na cười hì hì gắp thức ăn cho nàng, hiếu thảo tới mức làm Ngu Tu Dung mở mồm mắng cũng thấy vướng trong cổ họng. Con khỉ ra hết sức nhạy bén, hành vi khác lạ của Vân Na khiến ông ta sinh lo lắng. Có điều Vân Sơ kệ ông ta có mộng tưởng gì là của ông ta, Vân Na có thể tiếp nhận một phần, không thể bắt nó gánh hết. Tuy Trường An cứ thi thoảng lại có tin không hay truyền ra, thế nhưng năm mới vẫn cứ tới đúng hẹn, dù thời tiết chẳng hề ấm áp hơn song người đi đường hết sức nhộn nhịp. Rồi đột nhiên một tin vui cuối năm bất ngờ phát ra làm cả thành Trường An muốn nổ tung, đó là số thịt tựa hồ vô cùng vô tận của phường Tấn Xương sẽ bán ra cho bách tính với giá rẻ. Khi những quán bán thịt chín của phường Tấn Xương xuất hiện ở các phường thị cả hai huyện Vạn Niên, Trường An, 50 vạn cân thịt chín mà người dân phường Tấn Xương làm suốt mười mấy ngày đã bán sạch trong hai ngày. Vậy mà còn rất nhiều người kiễng chân mong đợi phường Tấn Xương bán ra nhiều thịt hơn nữa. Lúc này chỉ còn có thể mua được số lượng rất hạn chế ở chợ Đông, chợ Tây cùng hai phường mới được xác lập là phường thương nghiệp bán lẻ, phường Tấn Xương và phường Quang Phúc. Thế nên những nơi này người chật ních, xếp thành từng hàng dài. Bách tính ngoài thành Trường An biết tin muộn hơn chút, vội vàng vào thành thì mới biết, không phải vào thành. Vì quan gia của huyện Vạn Niên rất chu đáo đã lập điểm bán thịt ở khúc Giang Lý rồi, khi mua thịt phải có thẻ chứng minh hộ khẩu, trông cho người trong thành trà trộn vào. Ai mua được thịt cũng không quên cảm tạ hoàng đế, vì quan gia nói vậy, đây là chiến lợi phẩm. Lần đông trinh vừa rồi, năm mới chưa đến, nhưng chỉ qua việc làm nhỏ Vân Sơ đã đưa không khí năm mới tới khắp lý phường của Trường An. Tết đến mỗi lúc một gần rồi, thịt nấu xong rồi, bán thịt không cần nhiều người nữa, phường Tấn Xương đóng cửa lại, bắt đầu tưng bừng trang trí nhà cửa. Câu đối Tết màu đỏ dán lên cửa, đèn lồng màu đỏ răng khắp nơi, mặt ai cũng háo hức. Vân Sơ không muốn làm việc, y thích Trường An, thích hưởng thụ tất cả mọi thứ mình có ở Trường An. Trước kia Tết phải đi làm là do cấp trên yêu cầu, vì cấp trên không muốn Tết phải đi làm, nên đem chuyện vốn thuộc phận sự của mình giao cho cấp dưới. Tết năm ngoái ở Liêu Đông, lúc đó làm gì còn ai nghĩ tới Tết, thậm chí một bữa ăn tử tế vào ngày Tết cũng chẳng có. Ở đó chỉ có hai ngày, chiến đấu và không chiến đấu mà thôi. Thế nên năm nay Vân Sơ càng muốn cùng người nhà ăn một cái Tết yên ổn vui vẻ. Trước kia Tết còn dẫn quan viên trong huyện đi tuần hành, muốn biểu hiện một thái độ tích cực. Giờ khác rồi, thành hầu ra rồi, địa vị đủ cao rồi, quyền lực đủ lớn rồi, có thể học cấp trên, đem việc mình nên làm giao cho cấp dưới, để cấp dưới có cơ hội thể hiện tinh thần tiến bộ. Hội nguyên tiêu năm nay của phường Tấn Xương bắt đầu sớm hơn bất kỳ năm nào khác, từ một ngày trước giao thừa tới tận 20 tháng giêng mới dừng. Trong hội nguyên tiêu siêu dài năm nay, nội dung hoạt động cũng phong phú cũng là nhiều nhất. Nhất là hoạt động dạo chơi năm nay càng sáng tạo ra thứ chưa từng có trong lịch sử. Vì có biểu diễn phong tình đất cũ của Bách Tể, Cao Câu Ly, Tân La cùng với Thổ Phồn, Vu Điền, Quy Tư, Sơ Lạc, Khang Quốc, Thạch Quốc. Phường Tấn Xương có thể gọi là phường quốc tế. Thân là người đầu têu, Vân Sơ cũng muốn dẫn cả nhà hưởng thụ lạc thú dạo chơi. Khi Vân Sơ đang háo hức cùng Vân Na an bài toàn bộ kế hoạch vui chơi năm mới của cả nhà thì,
Lý Trị lệnh Vân Sơ mặc giáp vào cung. Thế là trong đêm giao thừa, Vân Sơ lên cơn cuồng nộ, chửi bới không biết bao nhiêu người, cuối cùng vẫn phải mặc lên trọng giáp, võ trang tận răng, tới Thái Cực Cung đi làm. Không thể không đi, vì xe ngựa của Lý Tích bị nổ tan tành, địa điểm vẫn là Hoàng Thành. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 654, Cách dùng khác của thuốc nổ. Bây giờ Lý Tích ít khi ra ngoài, nhưng vì mang hàm đồng tam ti, cho nên vào đêm giao thừa vẫn phải miễn cưỡng tham dự đại hội biểu dương của binh bộ, công bộ, tượng tác. Danh sách soạn sẵn rồi, chỉ cần Lý Tích là người địa vị cao nhất đọc một lượt, nói vài câu khích lệ, mọi người phân chia thịt rồi về nhà ăn Tết. Xe ngựa của Lý Tích do Hoàng đế ban thưởng, chính là cỗ xe lần trước ban sư về triều, Hoàng đế ngồi cùng ông ta. Kết thúc nghi thức, Hoàng đế ban cho ông ta xa giá vốn chỉ Hoàng đế mới được ngồi, thế là nó thành món đồ quý giá nhất của nhà Lý Tích. Năm nay trong ba cơ cấu binh bộ, công bộ và tượng tác, người có công lao lớn nhất là công bộ viên ngoại lang Thôi Tạ. Người này trong hai năm qua cùng đô thủy giám đã huy động 30.000 người Nam Châu Hoài, Trịnh, Biện, Hoạt, Vệ, khai thông kênh Biện. Chuyện này giải quyết vấn đề tắc nghẽn ở Yển Khẩu, làm nước Hoàng Hà không vào được kênh đào, đứt đoạn Tào Vận. Công lớn như thế tất nhiên phải trọng thưởng, xe ngựa của Lý Tích thành công cụ đưa công bộ viên ngoại lang về. Thế rồi trong nước mắt cảm kích của Thôi Tạ, trong sự hâm mộ đỏ mắt của không biết bao nhiêu người, xa giá mới đi được 100 bước thì uỳnh một phát tan thành muôn mảnh. Mã Phu bị nổ thủng bụng chết tại chỗ, Thôi Tạ ở trung tâm vụ nổ thì tan xác, không cách nào ghép thành thi thể hoàn chỉnh. Tức thì Hoàng đế hạ chỉ Vân Sơ mặc giáp vào cung. Đường phố vốn vắng tay đêm giao thừa lúc này rầm rập tiếng bước chân của Kim Ngô Vệ, tiếng vó ngựa của tín sứ, các phường thị khắp nơi đốt đèn đốt pháo trúc lúc này tối đen im lìm. Vân Sơ mặt âm trầm tay cắp mã sóc đi vào Hoàng Thành bị Lý Tích sai người gọi tới nha môn tả lĩnh quân vệ. Lần này Lý Tích thoát chết trong gang tấc, có điều cả đời ông ta số lần thoát chết như vậy nhiều rồi nên không coi chuyện suýt bị nổ tan xác ra gì. Hiển nhiên người khác không nghĩ thế, lúc này vây quanh ông ta là đám tướng lĩnh, cung vệ, chật cả phòng. Kéo dài thời gian nổ của thuốc nổ có khó không? Lý Tích ngồi ở chủ vị, thấy Vân Sơ vào là hỏi thẳng luôn, Vân Sơ chẳng thừa lời, nhìn thấy trên bàn của Lý Tích có mấy ống thuốc nổ. Bảo tạp dịch mang hương tính giờ tới, đốt một nén hương nối với dây dẫn thuốc nổ, đặt lên bàn, một nén hương sẽ nổ. Mọi người nhìn thấy Vân Sơ châm lửa đốt thuốc nổ thì biến sắc mặt, có người trông có vẻ muốn bỏ chạy khỏi nơi này lắm rồi. Chỉ có Lý Tích thản nhiên đi tới, tự mình nhìn rồi hỏi, hẳn là phải có cách chính xác hơn chứ. Nếu tìm được cao thủ công tượng thì có thể khống chế chuẩn xác hơn. Vân Sơ gật đầu, Lý Tích đưa tay bóp tắt hương, nói với đám võ tướng xung quanh, sau này bớt tới những chỗ linh tinh đi, phất tay đuổi Vân Sơ đi. Ông ta gọi Vân Sơ tới để làm rõ vấn đề mà ai cũng biết là muốn y rửa sạch hiềm nghi, cho dù Vân Sơ luôn có xung đột với tướng môn. Quan hệ với ông ta cũng chẳng nói là thân thiện, nhưng Lý Tích vẫn tin Vân Sơ không giết mình. Vân Sơ tiếp tục tới Thái Cực Cung, không ngờ thấy lão hoàng gác đại môn, mặc dù thân hình phì nộn của ông ta mặc giáp trông hết sức buồn cười, nhưng trong bầu không khí căng thẳng này, chẳng ai cười nổi. Sau khi vụ nổ xảy ra, anh công kiến nghị với bệ hạ gọi 12 viên đại tướng trong quân vào cung cấm, hộ vệ bệ hạ. Mặc dù chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng bên trong hàm chứa không ít nội dung, phải nói ở chuyện vỗ mông cùng rửa sạch hiểm nghi cho bản thân, Lý Tích làm tốt hơn đám người trẻ tuổi Vân Sơ nhiều. 12. Tướng quân được phép vào cung nói lên cái gì? Nói lên Hoàng đế vẫn tin tưởng Lý Tích. Không biết duyên phận kiểu gì, Vân Sơ và Quách Đãi Phong được phân phối tới Đông Cung bảo vệ Thái tử Lý Hoàng. Quách Đãi Phong vẫn còn yếu ớt lắm, mặc giáp cầm vũ khí thôi cũng phải dùng hết sức rồi, không hy vọng giúp được gì khi có chuyện. Trên đường tới Đông Cung, Quách Đãi Phong không nói gì hết, chiến mã tụt lại sau Vân Sơ nửa người. Mọi người cùng là hầu tước, thường ngày Quách Đãi Phong cực kỳ để ý thể diện tôn ti, vậy mà có hành động này, Vân Sơ cũng hết nói, tên này chẳng lẽ sợ mình thình lình ra tay giết hắn sao? Hai người tới Đông Cung, khi đợi Thái tử tiếp kiến, Quách Đãi Phong bất ngờ nói, tuy tới giờ Quách Mỗ vẫn chưa nghĩ ra chuyện ngày hôm đó là sao, nhưng có thể nhận ra thiện chí của Vân Hầu, cho nên trong lòng không có khúc mắc gì, thậm chí còn cảm kích, chuyện này nhất định phải nói rõ với Vân Hầu.
Vân Sơ hời hợt nói, nghĩ ra thì tốt, không nghĩ ra thì thôi, ngươi vốn không thông minh gì, nên làm một võ phu đơn thuần sai đâu đánh đó là được, đừng toan tính nhiều hại thân. Vũ phu đơn thần ư, từ lúc thuốc nổ xuất hiện, hai mấy năm khổ luyện chẳng bằng một quả tạc đạn, ích gì. Quách Đãi Phong bi quan nói, tạc đạn cũng chỉ là một loại vũ khí mà thôi, nếu biết sự lợi hại của nó sao không tìm cách sử dụng nó, ngươi là võ tướng lại đi sợ một thứ vũ khí à? Ngươi không thấy đây là cơ hội của mình à? Có nó trong tay ngươi không cần phải thấy thua kém vì không đánh được Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm hay ta nữa. Đúng là ngu xuẩn. Ngay cả thời đại sau này người ta giết nhau bằng xe tăng, tàu ngầm, máy bay, rèn luyện võ thuật trong quân vẫn luôn cực kỳ quan trọng, huống hồ ở thời thuốc nổ sơ khai này. Quách Đãi Phong kích động đứng bật dậy, đôi mắt bừng sáng, lời của Vân Sơ như nhìn thấy tương lai rực rỡ nào đó trước mắt. Lý Hoàng từ trong đi ra, vốn nghe nói Vân Sơ tới làm nó rất vui, đột nhiên phát hiện có cả Quách Đãi Phong ở đây bước chân vốn có chút nhún nhảy liền trở nên quy củ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, Vân Hầu, Quách Hầu miễn lệ, có hai vị ở bên, cô không phải lo gì nữa rồi. Không thể phủ nhận cách giáo dục biến thái của Hoàng gia có chỗ hơn người, Lý Hoàng còn rất nhỏ nhưng đã có phong thái của Thái tử. Lần gặp mặt này là lần đầu tiên kể từ khi Vân Sơ về. Kể cả mình đã về, Lý Hoàng vẫn không tới Vân gia, điểm này làm Vân Sơ thấy rất mừng. Từ khi nghe kiến nghị của Vân Na giết chết một đống người, Lý Hoàng ở trong Đông Cung chuyên tâm học tập cùng trồng cải trắng, bắp cải và hành tím khắp Đông Cung. Vì có những thứ này, cho nên tuy Lý Hoàng rất lâu rồi chưa xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng vì bắp cải, cải trắng, bách tính đại đường vẫn mang kỳ vọng lớn về thái tử đời này. Hai vị thái phó Lý Nghĩa Phù và Thượng Quan Nghi đều chỉ có lời khen với vị thái tử này. Khen nhiều nhất không phải là sự thông tuệ của thái tử, mà là thái độ làm việc, học tập chắc chắn của thái tử. Lý Hoàng không phái Vân Sơ và Quách Đãi Phong đi trông cửa, mà bày tiệc chiêu đãi hai vị hầu gia. Tuy gọi là tiệc, nhưng là vừa ăn uống, vừa nói chuyện học vấn. Thái tử xưa nay luôn nổi tiếng khiêm tốn hiếu học, giờ gặp hai mãnh tướng từ Liêu Đông về, sao bỏ qua cơ hội này được? Đây là trường hợp rất chính thức, có cả bí thư giám ngồi ghi chép. Trong bữa tiệc này Lý Hoàng thi thoảng đặt câu hỏi, người trả lời chính là Quách Đãi Phong. Chiến trường Liêu Đông để lại cho hắn quá nhiều ký ức và kinh nghiệm khó quên, có điều hào quang của hắn bị đám Tiết Nhân Quý, Vân Sơ lấn án, chưa từng được chú ý. Giờ được thái tử quan tâm, hắn càng nói càng hăng hái, không để ý rượu thái tử mời hôm nay là thuốc sát trùng. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 655, Dạ tiệc Hoàng gia. 1. Khi Lý Hoàng và Vân Sơ lên đường tới đại nội tham gia dạ yến hoàng tộc thì Quách Đãi Phong say rồi. Lý Hoàng phái người an bài chỗ ngủ cho hắn, hiện nó chưa có thái tử phi, có thể nam tử ngoài ở lại Đông Cung. Cấm vệ Tiêu Tự Nghiệp nhìn chằm chằm thái tử và Vân Sơ cưỡi ngựa tới Thái Cực Cung, người bảo vệ quanh họ lên tới 200. Vân Sơ cũng nhìn thấy Tiêu Tự Nghiệp. Do Lý Hoàng chuyên môn chỉ cho y nhìn, nó hy vọng vào thời điểm thích hợp nào đó sẽ tuyển Tiêu Tự Nghiệp vào thái tử lục soái. Lý Hoàng không ngồi xe, nghe nói xa giá của Lý Tích bị nổ tung, nó không dám ngồi. Nguyên nhân vì sao chuốc say Quách Đãi Phong cũng chẳng có gì to tát, 2 năm rồi không gặp sư phụ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, họ không biết bao lâu mới có cơ hội nói chuyện riêng. Lý Hoàng vẻ mặt kích động, chẳng hề phù hợp với nội dung nó nói ra, sư phụ, cảm giác ngồi lên xe cứ nghi ngờ có thuốc nổ dưới môn thật là tệ. Ta còn nhỏ, chưa làm gì đã chết thì lỗ quá. Có muốn thử cảm giác bị ám sát không? Vân Sơ chợt hỏi, cái này còn phải nghĩ à? Lý Hoàng lắc đầu ngay, không muốn. Đừng nghĩ xung quanh ngươi có 200 người là an toàn, đừng nghĩ không ngồi xe là an toàn. Cũng đừng cho rằng dựa vào người khác bảo vệ là an toàn. Nhưng ta là thái tử, cần gì lên trận giết địch? Vân Sơ hỏi, có biết vì sao võ công của ta cao như thế không? Vân Na tỉ tỉ nói, sư phụ có thiên phú dị bẩm. Lý Hoàng nói với giọng rất tin tưởng, loại như Hạ Lan Mẫn Chi mới gọi là thiên phú dị bẩm, nha đầu bất học vô thuật. Vân Sơ mắng, thiên phú dị bẩm cái rắm, có biết dùng từ không vậy? Võ công của ta sở dĩ cao như vậy là vì sợ chết. Khi ở Tây Vực, ta và Vân Na không có ai dựa vào, muốn sống trừ khi bản thân phải cường đại. Khi còn bé ta không đánh lại được người lớn thì ta dùng độc, sau lợi dụng địa thế,
rồi biết đặt bẫy, dựa vào vũ lực là khi ta trưởng thành rồi. Giờ ngươi nói đi, một con cừu làm sao mới không để bị sói ăn thịt? Lý Hoàng trả lời ngay, mài sừng cho sắc, rèn tứ chi thật khỏe, nếu không thì phải biến thành sói, nếu vẫn không được phải đem con cừu khác cho sói ăn. Vân Sơ chỉ nó, xem đi, giờ sự cường đại của ngươi mới chỉ dừng ở cái mồm thôi. Nếu có ý nghĩ tồi thì thử xem hiệu quả thế nào. Từ Đông Cung tới Thái Cực Cung chỉ cách nhau một bức tường, rất lâu trước kia Lý Thừa Càn qua Trường Nhạc Môn đánh vào Thái Cực Cung. Đáng tiếc chỉ vẻn vẹn là vào được thôi, sau đó toàn bộ thuộc hạ của hắn chết ở đây, 4.000 thái tử lục soái, không ai sống sót. Khi đi qua Trường Nhạc Môn, Vân Sơ quan sát địa hình bốn phía xung quanh, nói với Lý Hoàng, đây là tử địa. Lý Hoàng gật đầu không đáp. Đêm nay giao thừa, hoàng đế tổ chức dạ yến, chẳng thể vì một cái xe bỗng dưng nổ tung mà hủy bỏ. Ngay cả chuyện phái quân đội phong tỏa toàn thành cũng bị rút lại rồi, danh nghĩa không thể quấy nhiễu bách tính ăn Tết. Danh sách khách mời ban đầu không có Vân Sơ, tất nhiên cũng chẳng có Ngu Tu Dung, Vân Na, Lý Tư, vậy mà chẳng biết vì sao lại đột ngột xuất hiện trên danh sách. Đầu Lý Tư rất to, tóc thì lưa thưa, cho nên trang sức của nữ hài tử chẳng gài được lên đầu. Vân Na định cho đứa bé này đổi tóc giả, Lý Tư không thích, vì thứ đó đội lên vừa nóng vừa ngứa, nó không chịu. Hôm nay thì khác, Lý Tư phải ăn mặc cho quý phái, nếu không sẽ bị nữ tử hoàng tộc khác chế giễu. Không ai dám cười Tư Tư. Vân Na vừa nhấp ít son môi nói, Ngu Tu Dung nhìn môi Vân Na đỏ chót, lập tức xách tay nó, lấy khăn tay lau sạch son môi đi. Môi của muội hồng hồng ướt ướt là đẹp nhất rồi, dùng thứ đó làm gì? Ngu Tu Dung vừa nói vừa đeo lên cổ Vân Na dây chuyền vàng to như xích chó, sau đó đeo luôn cho Lý Tư một cái. Vân Na muốn bỏ cái dây chuyền vàng này xuống, thứ này vừa nặng vừa ngu, lại còn khó coi. Nó muốn đeo cho vòng Đông Hải Châu mà ca ca cho. Đợi hai tiểu cô nương mặc vào chiếc váy nhã nhặn trông hết sức hiền thục, lại có ba nha hoàn tới giúp Ngu Tu Dung chỉnh búi tóc. Búi tóc này dùng tóc giả, tốn những 2 cân tóc mới làm xong búi tóc cho Ngu Tu Dung. Vân Na và Lý Tư rất hâm mộ Ngu Tu Dung, trên đầu có 2 cân tóc giả, lại còn cài kim bộ diêu, phượng sai, châu hoa, sau đầu còn có một cái bình phong bằng vàng. Xong xuôi mọi thứ, trong tiếng khóc của Vân Cẩn, Vân Cẩm phải ở nhà, 3 người ngồi xe ngựa của hầu phủ tới Hoàng Thành. Thái Cực Cung không biết treo bao nhiêu đèn mà kể, sáng rực trong đêm. Vân Sơ tay đặt chuôi đao bên hông, đi theo Lý Hoàng vào Thái Cực Cung một cái thì bên trong đang huyên náo liền yên ắng hẳn. Vì cả tòa đại điện chỉ mình Vân Sơ là toàn thân võ trang. Lý Hoàng bé xíu đứng trước mặt, làm Vân Sơ mặc khải giáp trông càng thêm hùng tráng. Hoàng đế, hoàng hậu còn chưa tới. Nơi này tất nhiên Lý Hoàng có địa vị lớn nhất, nó lại chẳng đi tiếp xúc với người hoàng tộc. Hé, ho một tiếng rồi đi tới ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Vương gia ở kinh thành không nhiều, Kỷ Vương Lý Thận xem như là vương gia tôn quý nhất sau Lý Hoàng, nên vị trí của hắn dưới Lý Hoàng. Vân Sơ không thấy phế thái tử Lý Trung, chắc là sau này cũng không gặp được nữa. Trong điện còn có bà Dương Vương Lý Tố Tiết chẳng ai biết tới, sức khỏe hắn có vẻ không tốt, trong thời gian ngắn đã ho mấy lần. Xem ra sau khi Tiêu Thục Phi bệnh chết, đứa nhi tử Lý Tố Tiết này cũng sắp chết vì bệnh rồi. Khởi Vương Lý Thượng Kim rất hiệu chuyện, vội vàng rời chỗ, thỉnh an đệ đệ Lý Hoàng. Lý Hoàng rất có phong độ hỏi thăm Lý Thượng Kim, hai huynh đệ nói những lời làm người ngoài như Vân Sơ nghe cũng rất xấu hổ rồi về chỗ. Vân Sơ lại đưa mắt nhìn tông thân Lý Thị ngồi ở đây, thấy mình không cần qua lại với những người này, dù sao thì về sau Vũ Mị cũng giết sạch người trong đại điện này thôi. Tới khi 10 mãnh tưởng mặc khải giáp đi vào Thái Cực Cung thì đại điện yên tĩnh tới độ nghe thấy tiếng kim rơi, ai ngồi yên chỗ đó, như phạm nhân đợi phán xét vậy. Dạ tiệc hoàng gia đúng là khác người, thậm chí có người bắt đầu khóc rồi, chỉ là không dám khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, đa phần run rẩy như bị động kinh. Làm hoàng tộc đại đường thực sự không phải chuyện làm người ta hâm mộ. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 656, Dạ Tiệc Hoàng Gia 2. Người hoàng tộc sợ không phải vô cớ, trong 2 năm đại quân viên trình, Lý Trị đem toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào giải quyết vấn đề cho đại quân thì Vũ Mị cùng đám nanh vuốt của nàng cũng làm rất nhiều việc. Trong đó có 2 việc trọng yếu nhất là phế trừ thế gia vừa tu sửa lại tộc phổ Lý Thị. Muốn phế thế gia,
trước tiên là phải phế cửu phẩm quan nhân pháp thi hành hơn 400 năm. Đây là chính sách định ra thời Hán Mạt, do các châu quận lần lượt lựa chọn một người đại trung chính, tức là một người đức danh đầy đủ và phải nhậm chức ở trung ương. Đại trung chính sản sinh tiểu trung chính. Triều đình lại phân phát một bảng điều tra nhân tài, trong bảng này nhân tài chia làm 9 đẳng là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Tiểu trung chính giúp đại trung thẩm hạch bảng điều tra này giao lại bộ qua đó tiến hành thăng tiến hay bãi chốt quan lại. Chế độ này khiến lựa chọn quan lại đương thời có tiêu chuẩn khách quan. Nghe thì công bằng, nhưng khi thi hành dễ xuất hiện cảnh một người đắc đạo chó gà thăng thiên. Trong chế độ lựa chọn này, dân đen không có tư cách tham dự do hương thân đại biểu cho họ. Nên cửu phẩm quan nhân pháp này thành cố máy sinh sản thế gia, mà căn cứ vào kinh nghiệm có được từ quá trình tạo phản của Thái Tông Hoàng đế, thế gia là quần thể uy hiếp lớn nhất với triều đình. Ít nhất đấu tranh trên triều còn có quy tắc còn quá trình tu sửa tộc. Phố thì rất nhiều hoàng tộc biến mất của phổ hệ một cách vô cớ, khi lập lại sách phủ thì cũng có rất nhiều huân quý biến mất. Cùng với tiếng chuông vàng vang lên, Lý Trị được đám cung nhân hoạn quan xúm quanh đi vào Thái Cực Cung, tất cả rời chỗ nghênh tiếp. Vừa mới ngồi xuống, Lý Trị nhìn sang vị trí đầu tiên bên phải, đó vốn là chỗ của Trưởng Tôn Vô Kỵ, hôm nay ngồi đó lại là phò mã đô úy Trưởng Tôn Sung. Cữu phụ không được khỏe sao? Trưởng Tôn Sung chắp tay, hôm kia A Gia bị phong hàn, tới sáng nay toàn thân giá lạnh. Vốn muốn tới Thái Cực Cung, không ngờ chiều thì thấy thân thể nặng nề mơ màng, vì không muốn lây bệnh cho bệ hạ nên sai thần tới nhận ý tốt của bệ hạ. Lý Trị nhấc tay, người đâu? Sai thái y tới phủ quốc cữu hỏi bệnh, cần gì cứ lấy ở trong cung. Trường Tôn Sung lần nữa tạ an, sau đó ngồi quỳ ở vị trí của mình, không nhìn ra có gì khác biệt. Lý Trị lại nói với 11 vị võ tướng thụ vệ quanh Thái Cực Điện, gọi các ái khanh tới đây chỉ là để đề phòng vạn nhất, không phải để thủ vệ. Người đâu, ban ngồi cho các chư vị ái khanh. Tức thì có hoạn quan bê tới 11 bộ bàn, đặt sau thân quyến hoàng tộc. Vì họ mặc giáp nên không thể quỳ nổi, đều ngồi trên ghế nhìn xuống đám hoàng thân đang cố gượng cười làm bộ vui vẻ. 11 mãnh tướng này là 11 con mãnh hổ khát máu, khi ai nấy cởi đao đặt lên bàn, âm thanh đó thôi cũng khiến người nhát gan chút trong hoàng thất mặt vàng như đất. Phía trước Vân Sơ là thái tử Lý Hoàng, hai người cách nhau một trượng, Vân Sơ có lòng tin, nếu xảy ra biến cố, y sẽ bảo vệ được đứa bé này. Dù thế nào yến hội bên Lý Trị còn đỡ chứ cảnh tượng bên phía Vũ Mị mới là đáng sợ. Lý Tư giấu đầu vào lòng Ngu Tu Dung, căn bản không dám ngẩng lên nhìn, ngược lại Vân Na thì mắt mở to hết cỡ nhìn màn vũ đạo kiếm khí tung hoành. Ngu Tu Dung khe khẽ vỗ lưng Lý Tư, an ủi đá bé nhát gan này. Một thanh trường kiếm buộc lụa ở chuôi bay qua bên tai Ngu Tu Dung, giữa không trung quay ngược lại bay lên cao, khi sắp hết đà sắp quay lại thì kéo lụa một cái, quay về trong tay kiếm cơ. Những kiếm cơ này thủ pháp không tốt, nhiều phụ nhân bị trường kiếm chém đứt bùi tóc, cứ đầu bù tóc rối ngồi đó, tay còn phải bịt miệng để bản thân đừng kêu thành tiếng. Có phụ nhân bị những thanh trường kiếm làm bị thương, nghiêm trọng nhất là một thanh kiếm chém vào mặt phụ nhân, kiếm cơ kéo lụa thế nào cũng không về. Tiếng kêu thảm thiết của phụ nhân đó bị tiếng trống thình thình che lấp, hai cung nhân trắng kiện tới rút kiếm, kéo phụ nhân đó ra ngoài. Ngu Tu Dung biết phụ nhân đó chính là mẫu thân tuổi cao của phò mã Cao Lý Hành vừa mới mất. Nàng cũng bị một kiếm vừa rồi làm sợ mặt trắng bệch, thế là Vân Na rút gậy bóng chày gài sau lưng ra. Đứng phía sau tẩu tẩu là Lý Tư, đến cả Ngu Tu Dung cũng không hiểu nó lén mang thứ này theo khi nào. Vân Na mắt nhìn chằm chằm, nếu có kiếm cơ khốn kiếp nào dám ném kiếm qua đây, nó sẽ đập trở về. Sau một hồi tiếng trống dồn dập, hiện trường yên tĩnh trở lại. Vũ Mị liếc nhìn đám phụ nhân kinh hoàng bật cười, chợt phát hiện Vân Na mặt đỏ bừng bừng tức giận, hỏi, ngươi đúng đó làm gì? Ngu Tu Dung định kéo áo Vân Na, nhưng nó tránh được, nhìn thẳng vào hoàng hậu, dân nữ muốn đánh chết con tiện tỳ vừa rồi ném trường kiếm về phía tẩu tử. Vũ Mị cười, ngươi không đánh được đâu, bảo ả ra đây, xem dân nữ có đánh chết ả không. Ngu Tu Dung vươn người ra khỏi chỗ để kéo Vân Na, cười với Vũ Mị, hoàng hậu đừng trách, đứa bé này vốn ương bướng, đều tại Huyền Trang đại sư và Tôn lão thần tiên chiều hư rồi. Vũ Mị hờ hững nhìn Ngu Tu Dung, ngươi không cần lôi Huyền Trang đại sư và Tôn lão thần tiên ra che chở cho con thỏ xù lông này. Tính cách nó thế nào, bản cung biết rất rõ, chính vì tính cách đó mới khiến người ta thích.
người đâu đem con tiện tỳ vừa làm Lam Điền hầu phu nhân kinh sợ ra chặt đầu. Cũng để thỉnh tội với mọi người. Nào, chúng ta uống chén này. Phụ nhân trong Lưỡng Nghi Điện đều nâng chén, bọn họ dù mặt mày trắng bệch, nhưng lễ số cần thiết vẫn rất đầy đủ. Chén rượu vừa đặt xuống liền có cung nhân bê một chiếc khay son bên trên đặt một cái đầu người cho Vũ Mị xem. Vũ Mị cười với Vân Na, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Đừng tới trước Huyền Trang đại sư với Tôn lão thần tiên nói xấu bản cung nhé. Lời của Vũ Mị giống đang đùa, nhưng cái đầu mỹ nữ thì rất sống động, vẻ mặt kinh hoàng trước khi chết hiện ra rõ ràng. Vũ Mị cho rằng một cái đầu người có thể dọa được Vân Na, chẳng biết rằng số người chết Vân Na từng nhìn thấy có khi còn nhiều hơn cả đời Vũ Mị từng thấy. Phải biết rằng mục tiêu Vân Na tập ném đá chính là những cái đầu người thối rữa được dũng sĩ trong bộ tộc mang về chất ở trước khu lều bộ tộc để khoe khoang. Cái đầu người này ngay cả trang sức vẫn rất hoàn chỉnh, đao phủ lúc chặt đầu cố ý làm thế. Sắc mặt Vân Na không có chút thay đổi nào, nói, xin hoàng hậu thưởng cái đầu người này cho dân nữ. Vũ Mị hứng thú hỏi, ngươi cần làm gì? Vân Na hai tay chắp trước ngực, hoa sen giữa mi tâm hiện ra, dân nữ muốn đem đầu người trả cho thân thể, nếu không ả không được luân hồi, vậy phải múa cho bản cung xem. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 657, Dạ tiệc Hoàng gia. A. Từ nhỏ Vân Na thích theo Công Tôn học vũ đạo rồi, thế nên khi nó vừa bước lên vào tư thế nhảy đã khiến Vũ Mị mắt sáng lên. Chính giữa điện một mỹ nhân yêu kiều, mái tóc dày vàng rực dưới ánh đèn sáng lên như tỏa hào quang dập dờn, hai tay giơ cao. Cổ tay trắng ngần đưa lên không trung thành tạo dáng, chiếc eo thon gọn như cành dương liễu uốn lượn, trông vô cùng quyến rũ. Phần eo được quấn bởi dây xích bằng vàng ròng, gắn với ngọc đủ màu, cùng với mấy chiếc chuông nhỏ. Tích tắc đó vẻ đẹp đến choáng ngợp ấy của Vân Na tựa một nữ thần dáng thế. Thế nhưng, chỉ đến thế mà thôi, nó bắt đầu nhảy một cái là phá hỏng hết cả, có loại vũ đạo nào Vân Na chịu học tử tế đâu. Dù đây có là Phật vũ mà Vân Na cho rằng mình sở trường nhất, cũng làm Vũ Mị muốn che mặt, không chịu nổi. Tuy Vân Na nhảy múa như khỉ nhảy trên cây, tay khua khoáng loạn xạ, chuông nhỏ leng keng chẳng ra nhịp điệu gì, làm đội nhạc sư toát mồ hôi chẳng biết chơi nhạc phụ họa ra sao. Nhưng nó nhảy rất say sưa, rất chuyên tâm, thần thái trên mặt càng hòa với điệu nhảy. Mọi người đều xem rất chăm chú, lại còn hy vọng Vân Na nhảy nhiều vào, vì Vân Na nhảy múa với họ mà nói là an toàn nhất. Khi Vân Na sắp nhảy xong, đám phụ nhân đồng loạt hoan hô, tha thiết mong Vân Na nhảy tiếp. Vân Na chưa bao giờ nhảy múa được hưởng ứng mạnh mẽ như thế, cười muốn rách cả miệng rồi, càng nhảy hăng khiến đóa sen trên trán đỏ lên như máu. Chẳng biết là phụ nhân nào đột nhiên đọc Phật hiệu A-di-đà Phật. Tức thì tiếng A-di-đà Phật vang vọng khắp Lưỡng Nghi Điện. Âm thanh huyên náo đó làm Lý Tư tò mò quay đầu lại, thấy là Vân Na cô đang nhảy, mọi người thì cổ vũ. Thế là nó không sợ nữa, thích thú xem, quên luôn cả mình đang ở đâu, thi thoảng bật chàng cười khanh khách. Vũ Mị nghe thấy Lý Tư cười thì nhìn nó rất lâu, cuối cùng giang tay ra, nào, tới chỗ mẫu hậu. Ngu Tu Dung nhỏ giọng cổ vũ, Lý Tư cắn môi cúi gằm mặt không dám nhìn, đi về phía Vũ Mị, sắp đến gần nhắm tịt mắt nhào vào lòng nàng như đi cảm tử. Vũ Mị ôm khuê nữ như con chim nhỏ sợ hãi trong lòng, vừa chua xót vừa cảm động, khe khẽ vỗ vỗ lưng Lý Tư an ủi, nói với Vân Na đang nhiệt tình nhảy múa. Nàng cũng là người cực kỳ am hiểu vũ đạo, không chấp nhận nổi màn khỉ diễn trò này, nói, được rồi, không nhảy nữa, chúng ta nghe hát đi. Ngu Tu Dung xem danh sách tiết mục trên bàn thấp, phát hiện hoàng hậu bỏ qua hai điệu múa. Một là Tu Qua mô tả bách tính giết gia súc tiễn tướng sĩ Viễn Trinh, một là Vạn Vũ, là điệu múa hoàn nghênh đại quân chiến thắng trở về. Hai màn vũ đạo này đều sử dụng vũ khí, tới lúc đó là tiếng mổ gia súc hay giết người, khó mà biết được. Cho nên Vân Na chỉ nhạy bậy bạ một hồi với các quý phụ ngồi đây mà nói lại mà màn vũ đạo tuyệt vời kỳ diệu nhất trên đời. Khi Vân Na dùng tư thế nhạn nam phi để kết thúc màn vũ đạo dài của mình, xung quanh vỗ tay như sấm. Nhất là khi Vân Na mồ hôi đầy đầu thở hồng hộc về chỗ, đám phụ nhân còn đứng dậy thi lễ. Có người xúc động tới phát khóc, nức nở khen Vân Na nhảy múa rất đẹp, là đại gia vũ đạo số một thiên hạ. Nhìn Vân Na dương dương đắc ý, Vũ Mị rất sợ cứ thế này vũ đạo đại đường từ nay xuống dốc.
đại gia vũ đạo thực sự e là tự tận tập thể liền mắng Vân Na sau này luyện tập thật nhiều, biểu diễn ra Phật Vũ chân. Chính, Vân Na rất lễ phép nghe Vũ Mị giáo huấn, nhưng nụ cười trên mặt không cách nào che giấu được. Lý Tư ở trong lòng Vũ Mị, có lẽ vì liên kết máu thịt trời sinh, vượt qua được sợ hãi ban đầu, dần dần bản tính trẻ con quay lại, mở to mắt nhìn đủ thứ trang sức lấp lánh trên đầu mẫu thân. Vũ Mị đưa một ngón tay ra quẹt qua gò má phấn non mịn của Lý Tư, con sống có tốt không? Lý Tư cẩn thận nói, tốt ạ, con sợ mẫu hậu lắm à? Lý Tư né tránh ánh mắt Vũ Mị, Lý Nhi nói, Ngu A Nương nói mẫu hậu bận lắm, không có thời gian chiếu cố con. Mẫu hậu đúng là rất bận, mọi thiệt thòi con phải chịu bây giờ, sau này sẽ được bồi thường. Vũ Mị rút một chiếc phượng sai trên đầu ra, muốn gài lên đầu Lý Tư, bấy giờ mới phát hiện ra tóc đứa bé này quá ít. Đầu to hơn trẻ con bình thường, bộ dạng vừa rụt rè vừa ngốc nghếch, nào có giống một công chúa. Nếu dáng vẻ này mà xuất hiện ở đứa con khác của mình, Vũ Mị sẽ tức giận, nhưng với đứa bé này lại khiến nàng mắt hơi cay cay. Cẩn thận gài phượng sai lên bông hoa sen cực lớn Ngu Tu Dung buộc lên đầu Lý Tư che giấu mái tóc thưa, trông quái dị vô cùng. Khác với bữa tiệc mất mạng bên phía hoàng hậu, tiệc bên phía Lý Trị rất náo nhiệt. Mọi người ném thẻ, đoán số, làm thơ, uống rượu. Lý Thận say khướt lảo đảo đứng dậy, tay cầm mũi tên, loạng choạng đi qua chỗ Vân Sơ, nói nhỏ mà nhanh, nếu ta phải chết, ta mong ngươi ra tay thật nhanh, để ta bớt thống khổ. Nói rồi cười ha hả ném mũi tên một cách chuẩn xác vào chiếc bình cách đó hai trượng, được mọi người reo hò ầm ĩ. Nghe tiếng reo hò chẳng có chút niềm vui nào trong đó, Vân Sơ khẽ thở dài, đây không phải là loại tiệc mà y muốn tham gia. Không ngờ hoàng tộc đã sống thảm tới mức này. Vì các tiết mục biểu diễn đã qua đây là lúc hoạt động tự do, Lý Hoàng tới ngồi đối diện với Vân Sơ, nói nhỏ, năm ngoái chết 4 người, đều thuộc Lý Thị Lũng Tây. Thế nên ngươi gần đây không tới phường Tấn Sương nữa hả? Khỏi lo, bây giờ ta không phải võ tướng, mà là quan văn, cứ tới không hề gì. Lý Hoàng lắc đầu, phụ hoàng đa nghi, mẫu hậu thì hung dữ, nó vừa phạm lỗi lớn nên không dám tùy tiện như trước nữa. Ta đang xin mẫu hậu để sư phụ thành sư phụ võ học, đợi được phụ hoàng cho phép, ta tới nhà sư phụ sẽ không có vấn đề gì nữa. Hiện giờ ta nên đọc sách, trồng rau nuôi dưỡng danh vọng thì hơn. Mặc dù Lý Hoàng tỏ ra rất chững chạc, nhưng hiển nhiên suy nghĩ này quá tuổi của nó rồi. Vân Sơ hỏi, ai dạy ngươi? Lý Nghĩa Phù, cách đàng hoàng thế này, ta cứ nghĩ là Thượng Quan Nghi chứ. Thượng Quan Nghi hy vọng ta thân cận với Phụ Hoàng, trong phạm vi có thể thì tiến ngôn với Phụ Hoàng những lời nho ra, hy vọng Phụ Hoàng nhân từ hơn. Vân Sơ câm nín, Hoàng đế đã nhân từ lắm rồi, trước nay không giết người tùy tiện. Nếu Lý Hoàng mà làm theo lời ông ta thì chỉ có một kết quả, bị Lý Trị căm ghét mà thôi. Lý Hoàng nói, nhỏ, sư phụ nhẫn nại chút, đợi ta kế thừa đại thống sẽ không cần nhẫn nại nữa. Đây mới đúng là lời của đứa trẻ con 9 tuổi, lại còn định chơi trò mua chuộc lòng người với lão tử. Vân Sơ đảo mắt thấy mọi người bận rộn biểu diễn vui chơi thì vung tay bợp đầu Lý Hoàng một cái, cười nói, ta làm thần tử cho người ta, nhẫn nại chính là bổn phận. Ngươi mới là người cần nhẫn nại đấy. Lý Hoàng bây giờ chưa hiểu câu này của Vân Sơ đâu, mấy chục năm nữa nó sẽ nghiệm ra thôi, ai bảo nó có người mẹ bá đạo lại còn thọ như vậy chứ. Đúng là đứa bé xúi quẩy. Lý Hoàng thuận tay lấy mũi tên trên bàn, đứng ném vào ống đồng, không ngờ ném phát chuẩn luôn, còn xa hơn cú ném của Lý Thận. Tức thì được đám đông hoan hô khen hay luôn mồm. Theo quy củ thì Lý Hoàng sẽ uống một chén rượu gọi là thắng tửu, nó nhận chén rượu từ lễ quan xong thì hướng về phía Lý Trị hớn hở nói, Phụ Hoàng, nhi thần thắng được cho Phụ Hoàng chén rượu này. Lý Trị cười ha hả, con trẫm được thắng tửu, mau mau mang tới đây để vi phụ uống. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 658, Dạ Tiệc Hoàng Gia, 4. Một hồi trống lớn chỉnh tề vang lên, hai hàng cung nữ váy trắng đi như lướt trên không từ hai bên đi ra, đan cài vào nhau, rồi tách sang hai bên. Không ngờ ở giữa xuất hiện một nữ nhân mặc váy vàng nhạt, toàn thân bao phủ bởi những món trang sức lóng lánh, làm người ta không khỏi bất ngờ, không biết nàng từ đâu xuất hiện. Nữ nhân đó đưa tay lên, uốn thành tư thế như hái trăng, cất giọng lành lót. Phương Bắc có giai nhân, xinh tươi nhất cõi trần. Liếc nhìn, Thành Quách đổ nhìn thêm,
quốc gia vong mặc kệ thành nghiêng hay nước mất giai nhân đời gặp được mấy chăng. Ánh mắt của mọi người tức thì bị nàng thu hút. Vân Sơ chỉ liếc mắt đúng một cái rồi không thu lại được nữa, không phải vì nàng quá xinh đẹp, mà vì đó là Tân La công chúa Kim Nhu Như. Hơn một năm không gặp rồi, nữ nhân này càng thêm xinh đẹp, nhất là thân thể lập lờ dưới lớp sa mỏng kia. Đường cong càng thêm nảy nở, nhìn tựa yêu nữ lấy tuyết làm da, lấy rắn làm xương, gợi cảm mê hồn. Lần này nàng không còn để tóc kiểu cao câu ly nữa mà là kiểu phổ thông đại đường. Cái gọi là kiểu tóc đại đường là kiểu tóc người Hồ, loại kiểu tóc bay bay của người Hán đã tuyệt tích lâu rồi. Trên đầu nàng có món trang sức hình quả đào, cổ áo rộng, vươn cổ dài ra một cái lả. Chẳng nhìn thấy gì hết, cổ áo rất chặt, không thể thấy nội dung phía sau, làm Vân Sơ nghiêng người nhìn không thấy gì chửi thầm trong lòng. Có điều đợi điệu múa kết thúc, Kim Nhu Như quỳ bái Lý Trị, cổ áo lại mở ra. Xem ra là không phải không cho xem, mà là xem đối tượng là ai mới cho xem. Vân Sơ khẳng định Kim Nhu Như không có trong danh sách tù binh, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, vậy nàng ắt là người của Lý Trị hoặc Vũ Mị rồi. Từ việc nàng ra đây nhảy múa thì nữ nhân quỷ này hẳn là người của Lý Trị. Lý Hoàng thấy Vân Sơ trầm tư thì hỏi, sư phụ không thích nữ nhân nữa à? Vân Sơ chưa kịp nghĩ gì đã vung tay bập nó một phát, thằng nhãi này càng lớn càng gợi đòn, đánh xong liền hối hận. Phải cẩn thận, quen tay đánh trước mặt mẫu hậu nó là to chuyện, ta không phải thánh nhân, thấy mỹ nhân tất nhiên là thích. Vì sao ta chẳng thấy có gì hay để nhìn? 5 năm nữa ngươi sẽ thích. Lý Hoàng không hiểu, thượng quan nghi cảnh cáo ta phải giới sắc. Vân Sơ khinh bỉ, ông ta có cả đống thiếp thất, nghe nói còn mua không ít tân la tỷ, ngươi còn tin lời ông ta à? Xem ra lời ông ta không đáng tin chút nào. Cho ngươi biết nam nhân thích nữ nhân không có gì là sai cả. Có điều ngươi phải cẩn thận, đừng thích mỹ nhân tới mức quên luôn bản thân thì lúc đó mới là tệ hại. Lý Hoàng tỏ ra hiểu biết, ta hiểu, Kiệt Trụ, Chu U Vương chính là kẻ bị nữ nhân làm đầu óc mê muội mới mất nước. Vân Sơ xé một cái chân gà ngồi gặm, vận động cái đầu nhỏ xíu của như ngươi đi, Thái Tông Hoàng đế cũng thích mỹ nhân, nhưng có bị mỹ nhân thao túng không? Lý Hoàng ghé tới gần Vân Sơ, có ma ma tuổi cao ở Đông Cung lén nói với ta. Thái Tông thích mỹ nhân nào tối đa chỉ ngủ liên tục 3 ngày, nếu quá 3 ngày, mỹ nhân đó sẽ bị tổ mẫu ta cho biến mất. Tuy chỉ là thằng nhãi 9 tuổi, nhưng khi nói loại chuyện này cũng bỉ ổi như nam nhân trưởng thành vậy. Thế là đầu Vân Sơ và Lý Hoàng mỗi lúc một gần, giọng mỗi lúc một nhỏ, tới mức gần như không nghe thấy. Nam tử hoàng gia biết chuyện nam nữ từ rất sớm, nếu nói tới tri thức loại này. Lý Hoàng đang được các lễ giáo ma ma chỉ bảo có khi còn nhiều hơn loại nhà quê như Vân Sơ, chỉ thiếu kinh nghiệm thực tế. Người trên bữa tiệc vẫn nhiệt tình ăn uống chơi bời, bầu không khí ngập tràn niềm vui năm mới, bất kể những người kia là vui thật hay giả, nhìn vào thấy vui mắt là được. Thân thể nam nhân rất quý giá, khi chọn bạn lữ phải thận trọng, đừng như loại ngựa giống chẳng phân biệt gì hết, rất mất mặt. Ngựa giống là gì? Đột nhiên một giọng nói vang lên giữa Vân Sơ và Lý Hoàng làm cả hai giật bắn người quay lại. Lý Hoàng mặt tức thì trắng bệch, Vân Sơ không biết Lý Trị tới khi nào, nhưng y chẳng kinh hoàng, cười hì hì, bọn thần đang thảo luận ít đề tài nam nhân với nhau. Lý Trị cười nhạt, vừa vặn trẫm cũng là nam nhân, chúng ta cùng trò chuyện đi, Hoàng Nhi, con nói từ đoạn ngựa giống ấy. Lý Hoàng xác định cha nó chỉ nghe được hai chữ đó, liền nói, con ngựa mận chín của Vân Hầu thần tuấn vô cùng. Chỗ Hải Nhi cũng có vài con ngựa cống Tây Vực, Hải Nhi và Vân Hầu đang thương lượng chuyện nuôi ngựa con. Lý Trị liếc Vân Sơ, thật thế à? Vốn không phải thế, nhưng bệ hạ tới liền thành như thế. Vân Sơ nói làm Lý Hoàng tái mặt lần nữa, vốn các ngươi nói gì? Bọn thần đang thảo luận thân thể nam nhân rất quý giá. Lý Trị hừ một tiếng với nhi tử rồi sang bàn Lý Thận. Bệ hạ không dễ lừa đâu, ngươi sau này cố gắng thành thật một chút, đừng nghĩ mình thông minh, hơi chút là giở trò khôn lỏi. Vân Sơ uống một ngụm rượu cung đình ngọc dịch, mặt tỉnh bơ chẳng hề có chút áy náy nào vì vừa bán đứng đồng bọn. Còn vô sỉ giáo dục ngược lại, Lý Hoàng tiêu nghỉu gật đầu, với nó đây là vấn đề lớn, cần nghiên cứu nhiều hơn mới hiểu. Lý Trị và Lý Thận nắm tay trò chuyện vui vẻ, như đôi huynh đệ thân thiết. Thức ăn trước mặt tiết nhân quý chưa vơi đi chút nào, rượu cũng còn nguyên, tên này cảnh giác lia mắt khắp đại điện, hắn là thế, không quên nhiệm vụ. Vân Sơ tin, lúc nãy mình đánh Lý Hoàng mấy lần bị hắn thấy rồi. Bây giờ chỉ cần Hoàng đế hạ lệnh một tiếng, hắn sẽ lấy ngay cái đầu Lý Thận hiến lên.
Nhìn khung cảnh ấm áp bên này, Vân Sơ không khỏi lo cho Ngu Tu Dung và Vân Na. Lý chị có tiếng là không thích giết người, còn Vũ Mị giết người mí mắt chẳng chớp một cái. Dạ tiệc hoàng cung, thời gian trôi qua dài dằng dặc. Ngu Tu Dung hôm nay cho phép Vân Na uống rượu, thế là nha đầu mê rượu này chẳng mấy chốc mà nó say rồi. Tử lượng của nó rất kém, may mà say là nó ngáy khò khò, không có hành vi thái quá nào. Lý Tư nằm cuộn mình trong lòng Vũ Mị nghe cung nữ hát du dương, dù đám cung nữ đó ra sức biểu diễn thế nào, nó chỉ muốn quay về trong lòng Ngu Tu Dung, nghe A Nương hát du nó ngủ. Mặc dù trong lòng mẫu thân rất ấm áp, nhưng Lý Tư vẫn muốn giống Vân Na tỉ tỉ, gối đầu lên đùi A Nương ngày khò khò. Đợi khúc ca kết thúc, Vũ Mị phất tay, liền có nữ quan đi tới dắt Lý Tư tới chỗ Ngu Tu Dung nói nhỏ, Hoàng hậu có lệnh, An Định công chúa mệt rồi, Vân Ngu thị sớm đưa công chúa về nghỉ ngơi. Ngu Tu Dung đứng dậy thì lễ với Hoàng hậu, trong ánh mắt hâm mộ của những người ở lại, nàng để nữ quan cõng Vân Na, mình dắt tay Lý Tư rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 659, Dạ tiệc Hoàng gia, 5. Trong đêm giao thừa, Thái Cực Cung và Lưỡng Nghi Điện càng sáng thì nơi khác có vẻ tối hơn bình thường, từ góc tối đó thi thoảng nghe thấy tiếng vũ khí va chạm. Vân Na vốn ngủ say tít đột nhiên thức dậy, ôm cổ Xuân Ma Ma, chúng ta mau về phường Tấn Xương đi. Tối nay công tôn biểu diễn kiếm vũ, cháu đã hứa giúp tỷ ấy rồi. Xuân Ma Ma mắng, người ngủ say không nói được. Vân Na chẳng sợ, cháu chọc giận Hoàng hậu, nên hơi sợ. Ngươi không chọc giận Hoàng hậu, không thể nào, Hoàng hậu đã tức giận rồi mà. Xuân Ma Ma cười, ngươi còn sống, chứng tỏ Hoàng hậu không giận. Nghe nói Hoàng hậu không giận mình, Vân Na tích cực hơn hẳn, dụ Xuân Ma Ma, Ma Ma, theo cháu về phường Tấn Xương ăn thịt. Hôm nay chủ nương trong nhà ăn lớn làm nhiều thịt hấp lắm, bên trên cho đũa khô, rau khô, ngon cực. Hấp xong rau còn ngon hơn thịt, rau sao ngon bằng thịt. Đó là, tại Ma Ma chưa ăn thôi, đi nào, cháu dẫn Ma Ma đi ăn, ăn là biết. Xuân Ma Ma thấy đã tới trước cửa cung liền đặt Vân Na xuống, nói với Ngu Tu Dung, Vân phu nhân, nô tỳ đi tới đây thôi, mọi người về vui vẻ. Ngu Tu Dung bế Lý Tư lên xe rồi chui vào, Vân Na thì ngồi ở càng xe, hét lên với Xuân Ma Ma đứng dưới ánh góc khuất ánh đèn, trước ngày 15, Ma Ma nhớ tới phường Tấn Xương. Xuân Ma Ma không nói gì cả, cứ đứng đó nhìn Vân Na đuổi cấm vệ định giúp họ đánh xe, chiếc xe ngựa dần khuất sau cổng cung cao lớn. Lý Trị quả nhiên không giết người, có vẻ hắn không thích giết người thật, vì nam nhân đi vào Thái Cực Điện tới giờ vẫn còn sống cả. Mọi người vẫn nhảy múa theo tiếng nhạc, vẫn ném thăm, đoán đố, uống rượu ăn thịt, náo nhiệt chẳng giảm đi chút nào. Ở chính giữa đại điện, Kim Nhu Như vẫn khiêu vũ, váy nàng rất lớn, khi thân thể xoay tròn, váy xòe ra như bông sen vô cùng đẹp mắt. Vân Sơ chỉ ngồi tại chỗ uống rượu, chưa một lần tới gần Lý Thận, y biết lúc này Lý Thận đã sợ lắm rồi. Chỉ cần y nhìn thêm một cái thôi, vị vương gia đáng thương đó cũng sẽ nghĩ mạng sống mình sắp kết thúc. Là hảo hữu, lúc này Vân Sơ tránh xa hắn, lờ hắn đi là tử tế nhất rồi. Vì hắn đã phó thác sinh mạng cho Vân Sơ, nên luôn từ hành vi của Vân Sơ để đoán mình có phải sắp chết rồi không. Lý Trị hôm nay uống rất nhiều, không phải là hắn thích uống, mà vì tất cả mọi người ngồi ở đây đều hy vọng có thể uống với Hoàng đế một chén, biểu đạt trung thành. Nếu Lý Trị không uống, rất có thể người đó cho rằng Hoàng đế muốn giết mình, có khi về nhà liền treo cổ. Bi quan hơn cho cả lão bà hài từ thuốc độc rồi mới tìm lấy một giải lụa hoặc chén rượu độc. Thế nên trong bữa tiệc này, Lý Trị cũng chẳng thoải mái hơn ai, một hành vi sai lầm của hắn có thể dẫn tới hậu quả không hay. Nửa đầu bữa tiệc Vân Sơ cảm thấy không thoải mái, cảm giác sống dưới áp lực của người khác chẳng ai thích. Sau khi phát hiện Lý Trị uống rượu không ngừng, y nhận ra áp lực tới cả hai phía. Cả thiên hạ nhìn mặt Lý Trị mà sống, đổi lại góc nhìn, còn chẳng phải hắn một mình chống lại cả thiên hạ. Ngay cả lão bà hài tử cũng chẳng phải là đồng minh, có khi còn là kẻ địch lớn nhất. Thế là tâm thái Vân Sơ thay đổi lớn, cuộc sống là thế, chúng ta chẳng thay đổi được nó, vậy quan trọng hơn cả là thái độ của một người với cuộc sống này thế nào. Ít nhất không nên sống như ông già kia, môi như mõm lợn đang lau giày cho hoàng đế, râu như quét đất. Vân Sơ quay đầu đi không đành lòng nhìn, đợi ta đăng cơ rồi,
có phải họ cũng sẽ dùng miệng liếm giày ta không? Rõ ràng cảnh tượng kia làm Lý Hoàng rất hưng phấn, lau nhà dùng vải, chỉ giày dùng bàn chải, dùng dâu không sạch, dùng nước bọt chỉ càng làm bẩn giày của ngươi thêm thôi. Nhưng mà phụ hoàng ta hưởng thụ lắm, vì phụ hoàng ngươi hiện là người hùng mạnh nhất, nếu ngày nào đó không phải nữa, đám người kia hôm nay thấp kém bao nhiêu, sau này ngông cuồng bấy nhiêu. Lý Hoàng ngẫm nghĩ một lúc sau đó đi tới mời vị hoàng tộc vừa dùng dâu với miệng thể hiện lòng trung thành kia uống rượu gạo. Lý Trị thấy nhi tử hiểu chuyện như vậy, kéo tay nó đi cùng, hắn tiếp nhận sự sùng bái của hoàng tộc, rồi để nhi tử vỗ về đám người đó. Cả Vân Sơ cũng thầm tán thưởng sự thông tuệ của đứa bé này. Trong đại điện trừ 11 vị đại tướng quân ngồi tại chỗ vững vàng như núi thì chỉ còn một người nữa ngồi yên, chính là phò mã đô úy trưởng Tôn Sung. Lúc này trong hắn vô cùng cô độc, song hắn tự rót tự uống hết sức ung dung tự tại, hắn đem bản thân ngăn cách khỏi những người khác, áo trắng như tuyết ngồi đó, như tiên nhân. Bất kể là tài học, phong độ hay khí chất, Trường Tôn Sung đều đứng đầu giới quý công tử đại đường. Vân Sơ rất mong đợi Lý Trị và Trường Tôn Sung giao phong với nhau, đáng tiếc, hoàng đế không tới chỗ Trường Tôn Sung, mà Trường Tôn Sung cũng không nhào bổ tới liếm giày cho hoàng đế. Nhạc nhanh hơn, vũ đạo của Kim Nhu Như càng thêm kịch liệt, bất kể là phất tay áo, đá chân hay xoay tròn đều hết sức mạnh mẽ. Xem ra cái bộ dạng yếu ớt mà cô ta thể hiện ra hàng ngày là đóng giả thôi. Tả Xuân đi vào đại điện thì thầm với Lý Trị vài câu, Lý Trị về chỗ ngồi, khẽ gõ chuông vàng một cái rồi đi. Đi thẳng một mạch, đi rất dứt khoát, cứ như cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi chỉ là một giấc mộng thôi. Thân thể xoay tròn của Kim Nhu Như ngã xuống, bầu ngực phập phồng không ngừng, tiếng nhạc ngưng bặt. Trường Tôn Sung nâng chén rượu lên uống cạn rồi một mình lảo đảo rời Thái Cực Điện, với quý công tử nghi thái luôn hoàn mỹ như hắn, đây là điều hiếm có. Song chẳng ai vì thế mà xem thường hắn, từng gương mặt nhẹ nhõm như vừa qua tai kiếp, cầm rượu lên mời nhau, uống, giờ họ mới thực sự uống mừng. Lý Hoàng kiếm một cái chân gà, lấy tay cầm gặm thoải mái, thấy Vân Sơ rón rén đi tới bên Lý Thận đang đứng ngây ra như người chết. Nó lập tức bịt tai lại, quả nhiên tiếng kêu thảm thiết mà cao vút của Lý Trị làm đám người mới hoàn hồn bốn phía xung quanh giật bắn mình. Vân Sơ cũng không có kết quả tốt đẹp gì, bị Lý Thận giật mình hất hết chén rượu vào mặt. Lý Hoàng đi ra cửa Thái Cực Điện gọi giải vây, sư phụ, chúng ta tới phường Tấn Xương đi. Vân Sơ vuốt rượu trên mặt cười ha hả hỏi Lý Thận, vương gia ngài đi không? Lý Thận vừa rồi bị Vân Sơ chặt tay vào cổ sợ đứng tim, hắn cứ tưởng mình xong rồi, trong lòng vẫn còn giận, không đi. Vân Sơ vỗ vai hắn, tôn thần tiên tới Trung Nam Sơn rồi. Lý Thận tức thì đổi ý, mau, mau, chúng ta tới phường Tấn Xương. Kim Nhu Như được hai cung nữ dìu khỏi Thái Cực Điện, nhìn yếu ớt cực độ, mồ hôi đầm đìa. Khi đi ngang qua Vân Sơ, đôi mắt lớn như chứa nước nhìn y đầy u oán. Đám tiết nhân quý, Bùi Hành Kiệm cũng đứng dậy rời đại điện, mỗi bước chân đều có tiếng giáp va chạm loảng xoảng, ai nấy như ngọn núi di động, không có chém giết như mong đợi, bọn họ có vẻ thất vọng lắm. Này, giờ tí hôm nay công tôn biểu diễn kiếm vũ mới, ngươi có đi xem không? Vân Sơ nói lớn gọi Bùi Hành Kiệm, Bùi Hành Kiệm tức tím mặt, nếu nơi này không phải Thái Cực Điện, không nghi ngờ gì, hắn sẽ lao tới đấm thẳng vào cái mặt khó ưa của Vân Sơ. Có điều ai bảo tới giờ hắn chưa thể cho công tôn một danh phận đàng hoàng, Vân Sơ sỉ nhục hắn là vì bất bình thay công tôn thôi. Không biết vì nghe thấy công tôn biểu diễn hay là vì năm mới, tiết nhân quý hiếm khi cởi mở một lần, dừng bước nói với Vân Sơ, Triết Kinh hôm nay cũng tới phường Tấn Xương, để ta cởi giáp rồi cùng đi. Được, Vân Sơ tươi cười, y vẫn chưa tha cho Bùi Hành Kiệm, này, con của công tôn cũng ở phường Tấn Xương đấy, ngươi đi không? Được rồi, lão tử đi là được chứ gì? Bùi Hành Kiệm nghiến răng, đoán chừng hôm nay mình không đi, tên đó không bỏ qua, toàn là người có phòng làm việc trong Hoàng Thành. Vì thế rất nhanh bọn họ tụ tập ở cửa Hoàng Thành, Lý Hoàng cũng chỉ để lại bốn thân vệ, còn đuổi hết về Đông Cung. Trong lúc đó, Quách Đãi Phong vẫn đang ngáy khò khò. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 660, Trở Về Với Nhân Gian 1. Thành Trường An đêm nay khắp nơi rực sáng ánh đèn, nhưng chẳng nơi nào sáng bằng Thái Cực Cung, ở đây đăng hỏa sáng rực như ban ngày. Lý Trị và Vũ Mị đứng trên nơi cao nhất,
nhìn xuống thành Trường An như bàn cờ, cả hai người đều chẳng có tâm tư nói chuyện, trông có chút mệt mỏi. Khoảng cách rất xa nhưng từ nơi ánh đèn rực sáng tận trời kia, có thể nhận ra đó là con phượng hoàng lớn ở cổng phường Tấn Xương. Hồi lâu sau Lý Trị mới nói, ta không thích dùng mật điệp giết người, như thế mất thể diện hoàng gia. Vũ Mị giọng cứng rắn rất nhiều, ngự sử đại phu Lý Sảo không chết sẽ vô cùng bất lợi cho bệ hạ. Lấy quốc pháp mà giết là được, bệ hạ chưa quên luật pháp đại đường do Trưởng Tôn Vô Kỵ biên soạn chứ. Vậy không tới mức đem việc Lý Sảo xác định là kéo bè kết đảng. Bệ hạ yên tâm, khống chế rất tốt, không liên lụy nhiều người, mà quan lại Triệu Châu cũng thay một lượt rồi. Lý Trị nhất thời không nói được gì, cuối cùng thở dài vỗ tay, con gấu lớn nửa đen nửa trắng ục à ục ịch chạy tới. Lý Trị đặt tay phải lên đầu nó, nói với Vũ Mị, khuya rồi, nghỉ ngơi đi, nói rồi dẫn con gấu về tẩm cung. Vũ Mị tiễn hoàng đế đi, khẽ lẩm bẩm, ta chỉ làm việc bệ hạ ngài muốn làm mà không dám làm thôi, cứ như là ta sai vậy. Vì hôm nay là đêm giao thừa không giới nghiêm, nên từ Chu Tước Đại Nhai tới các phường thị, đâu đâu cũng toàn là người. Mà nơi chen chúc chật trội nhất chắc chắn là phường Tấn Xương rồi. Vào ngày Tết, phường Tấn Xương không thu tiền vé vào cửa, thế nên mới tới gần cổng phường thôi đã chật cứng tới không chen lên nổi nữa, rất nhiều người nhà không. Có điều kiện bình thường tiếc tiền qua cửa, chỉ nghe tới phường Tấn Xương qua lời kể, hôm nay nhất quyết vào cho bằng được. Mỗi năm phường Tấn Xương lại có thứ mới, chưa từng lặp lại. Như năm nay 12 chiếc đèn lồng cực lớn, mỗi chiếc lại được để hở 12 khe to bằng cái bát, chiếu ra 12 cột sáng hình trụ. Những cột sáng này chiếu cho con phường hoàng lớn khảm đầy bảo thạch tỏa hào quang ngũ sắc rực rỡ. Đám đông từ từ đi qua cổng phường dưới con phượng hoàng lớn, tiếng kêu vợ gọi con không dứt. Đêm nay không có tuyết, trời cực lạnh, hơi trắng mọi người phả ra bao phủ cổng phường, để lại cả lớp xương trắng, chẳng ai thấy lạnh cạnh, từ lớn tới bé chỉ có sự vui vẻ mong đợi. Quỷ đầu to Lý Tư cưỡi ngựa trúc, tay cầm đao gỗ, phát ra tiếng thét chói tai. Đối diện nó cũng có một đứa bé cưỡi ngựa trúc đang múa may trường mâu gỗ, muốn quyết phen tử chiến. Đám đông vây quanh tích cực hò hét, mắt thấy một cuộc đại chiến sắp nổ ra. Vân Na mặc trang phục con lừa làm bằng nan tre và lụa từ trong bóng tối chạy nhanh tới, đoạt đao gỗ của nữ tướng, thuận tay lấy luôn trường mâu nam tướng. Sau đó bắt trước lừa nhún nhảy đi về phía ánh đèn tàn, sau lưng nó còn đi theo hai nam tướng nữ tướng cưỡi ngựa trúc khóc nức nở. Lý Thận theo đám đông nhích từng chút một mới vào được phường Tấn Xương, cũng chẳng biết là dây thần kinh nào không bình thường, không ngờ lấy từ trong ống tay áo ra một cái sáo ngọc, lại còn vừa thổi vừa múa. Tiếng sáo trong trẻo, hoạt bát, đôi khi như chim hót, lúc lại như mục đồng về muộn. Có tiếng sáo, có người nhảy múa, những người xếp hàng vào phường Tấn Xương không còn nóng nảy nữa, một vài cái mông cũng đong đưa uốn éo theo, đủ loại động tác kỳ quái, làm Lý Hoàng cười to. Tiếng cười luôn truyền nhiễm, càng chẳng nói đây là ngày Tết vui vẻ, vì thế ngay cả Vân Sơ cũng lắc mông. Có điều y lắc mông để huých người khác chen bừa bãi lên trên. Đại đường có thói quen thức đêm đón giao thừa, có điều người lớn đón giao thừa là đề phòng trẻ con bị niên thú tha đi mà cả đêm không ngủ. Với tình trạng chen lấn của phường Tấn Xương thế này, đừng nói là niên thú không dám tới, cả yêu ma quỷ quái cũng không dám tới. Ngày trước ở Trường An, 5-6 vũ cơ nhảy múa đã là biểu diễn vũ đạo lớn rồi, giờ cảnh tượng trăm vũ cơ cùng xuất hiện không còn hiếm nữa. Song thực sự làm người Trường An điên cuồng là gà rán phát tán mùi thảo dược. Loại này vốn là gà nướng, về sau phát hiện ra tốc độ nướng gà không theo kịp tốc độ bán, thế là thương nhân nghĩ tới gà rán, nhưng gà rán chín cũng tốt nhiều thời gian. Rồi Tôn lão thần tiên xuất hiện, ông cụ chuyên môn phối một loại thảo dược điều âm bổ dương. Trước tiên dùng thứ thảo dược thơm ngát này luộc chín gà, sau đó vớt ra phơi khô, cuối cùng cho vào chảo dầu sôi chiến qua, làm ra cháy vàng là có thể bán. Nên loại gà này có một cái tên vang đội đó là gà thần tiên. Loại gà này vừa xuất hiện một cái là thịnh hành khắp Trường An, khiến lão thần tiên khi ăn loại gà này cũng phải tò mò hỏi, làm sao làm ra món ăn ngon như thế. Chỉ cần là người trong túi có vài đồng tiền vào phường Tấn Xương nhất định sẽ mua một con gà thần tiên. Đám người ở trên yến hội hoàng gia ăn không biết ngon là gì, ngửi mùi gà rán một cái là chủ động móc tiền mua cho mỗi người một con gà rán. Vân Sơ nhìn mỡ rán gà đen xì xì rồi, y không muốn bị ung thư ở đại đường nên không ăn. Lý Hoàng vốn thèm lắm, nhưng thấy Vân Sơ không động đậy thì biết ngay thứ này không tốt cho tuổi thọ, thế là nó không ăn,
nhưng mua cho 4 hộ vệ mỗi người 1 con. Dù sao bọn họ chẳng quan tâm cái đó. Lý Hoàng quen thuộc phường Tấn Xương lắm rồi, đi qua một hiệu bán kem, nó chẳng động lòng với thứ kem màu sắc loè loẹt bày bên ngoài, chuyên môn gọi keo đậu xanh màu sắc khó coi. Vì là phúc lợi thái tử cấp, đám hộ vệ đều được loại kem màu mè kia. Trước mặt bao nhiêu người, đại đường thái tử điện hạ đi qua một tiểu thương bán kẹo hồ lô, nó ngang nhiên rút một que kẹo hồ lô không trả tiền, bỏ lại một câu vân na tỉ tỉ thay tiền. Thế là người bán kẹo chạy mất, sợ đám người phía sau cũng nói ra hai chữ chữ vân na rồi lấy kéo thì hắn sạt nghiệp. Bùi Hành Kiệm phát hiện ra, từ khi vào phường Tấn Xương, thái tử điện hạ xưa nay được các vị đại nho khen ngợi chững chạc hiểu chuyện biến thành một đứa bé nghịch ngợm vô lý. Ngay cả hai con gấu méo được tắm rửa sạch sẽ cho mặc áo đỏ ngồi bên đường lấy may chẳng trêu chọc vào ai cũng bị nó chạy tới tóm tai. Còn đá vài phát vào mông, đẩy chúng ngã lăn tròn rồi cười khanh khách. Đợi hai con gấu đưa tay ra xin ăn thì nó chạy mất chứ không cho như những du khách khác. Tiết Nhân Quý thấy Vân Sơ dừng lại ở quầy sách của nhà đồng bản thì cũng tò mò cầm một cuốn sách lên xem thử, vừa lật xem vài trang liền bị hình vẽ mỹ nhân trên đó làm đỏ mặt tía tai. Bùi Hành Kiệm thì mở một cuộn tranh ra, thấy một mỹ nhân khỏa thân với kích thước người thật xuất hiện trước mặt mọi người. Tức thì xung quanh vang lên tiếng nữ nhân la hét, người ta vội vàng né tránh, ném cho hắn ánh mắt khinh ghét. Vân Sơ quay mặt đi phì cười, y biết ngay sẽ có kết quả như vậy mà, hai tên ngốc này căn bản không biết loại sách nhà đồng bản bán là cái gì. Các bạn vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.